Hi, xin chào các bạn, chúc các bạn một ngày mới thật là vui vẻ. Hôm qua là cái clip mình đã review cái công đoạn cuốc đất. Và buổi chiều thì mình đã gieo hạt xong rồi. Hôm nay mình sẽ khoe cái thành quả của mình cho các bạn xem nha. Mời các bạn đi theo mình. Rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem. Đây là những cái luống rau nè các bạn. Luống mới gieo hạt thôi, chưa gọi là rau nhưng mà luống rau trong tương lai. Đó. Hôm qua nó là một cái đám đất mà mới cuốc bự bự thôi. Xong rồi mình đã cho các bạn xem là mình vặm nó ra rồi mình xới thành luống. Rồi mình rắc một lớp cho cháu sơ dừa làm phân á, để nó giữ ẩm và nó có cái dinh dưỡng cho hạt khi mà hạt nảy mầm. Sau đó là mình rắc thêm một cái lớp rơm lên nữa bạn. Rơm nè. Rơm mới rắc thì nó còn dày như vậy, chứ sau một thời gian thì rơm nó sẽ mục và nó giúp cho cây được giữ ẩm và tạo dinh dưỡng cho cây các bạn. Ba luống rau mình đã trồng. Đấy. Bây giờ là nắng lên rồi, 8 giờ mấy rồi bạn ơi. Quá trời nắng, nắng chói lói luôn. Ba cái luống đất này mình đã cải tạo thành cái vườn rau. Lúc trước kia nó là một cái bãi đất mà những cây nhãn lồng nó mọc, bụi nó mọc. Nó bành trướng hết cái khu đất này luôn nè bạn. Bây giờ mình biến nó thành ba luống rau nè. Khoảng 10 ngày sau thì chắc là rau nó lên cao. Ở khu vườn đằng trước mình có khoe các bạn 4 ngày trước mình mới gieo rau, thì hôm nay mình quan sát đã thấy rau cải là lên nữa bạn, lên được khoảng 2 phân nè. Hôm nay mình cho các bạn xem ở đây nó có những cái loại gì, cây gì bạn. Cây này là cây dưa tây nữa bạn, nó đang có hoa nè. Chắc có lẽ nhiều bạn không biết cây dưa tây ha. Người Bắc thì ở dưới mình hay trồng cây này. Ngay cả ông xã mình cũng không biết cây dưa tây luôn. Khi về dưới đó thì thấy có dưa tây và xin giống về trồng nè. Vài bữa nữa nó sẽ nở ra hoa màu tím. Rồi mình cũng phải thụ phấn cho nó giống như bí rồi đó. Không thụ phấn là nó không có đậu đâu. Trái nó dài dài, khi chín thì rất là thơm. Ăn nó cũng tự tự như là dưa gan vậy bạn. Ở đây, cây đu đủ nằm, hôm nay vẫn còn nằm hả bạn? Nằm, ô, nó có một quả đu đủ chín. Trời ơi là trời, chín quá, trời chín luôn. Chín rồi bị con gì nó tấn công luôn bạn ơi. Hôm nay mình không có ngó ngàng tới nó. Nó chín quá trời luôn rồi. Mấy trái này thì cũng ương ương rồi nè. Nó nằm nhưng mà cái gốc nó vẫn còn bám được dưới đất, có chất dinh dưỡng cho nên nó phát triển bình thường. Đây là mấy trái mướp này bạn. Cái dàn mướp này mình tính dọn đi, tại nó ít trái mà nó lùm xùm quá, nhưng mà bây giờ nó đang có 2-3 trái nè. Dọn đi thì nó ổn, để thu hoạch xong mới dọn nè. Đây trái nó trốn trong đây nữa nè. Khu vườn cỏ thì bây giờ đã biến thành vườn rau rồi bạn ơi. Giờ bớt nắng rồi. Lúc nãy mình quay nó nắng quá, các bạn khó nhìn. Ba luống rau. Hôm qua làm vườn một buổi sáng đó với buổi chiều, trời ơi, làm xong vô nằm luôn. Nó quả gì đâu các bạn. Chưa nắng rồi nó ra mồ hôi nhiều á. Nhưng mà sáng nay thì cũng bình thường, vui tươi trở lại. Nói chung là cố gắng. Rau muống nè, hôm bữa mình cắt xong rồi mình bón phân, bữa nay nó rất là non nè. Đó, nhưng mà mình chưa ăn đâu. Tại vì phải cắt ly cho nó đủ thời gian, cho phân nó không có còn... nói chung là đủ thời gian an toàn đó. Còn không nó còn cái lượng phân ở trong rau mình ăn vô thì nó không tốt cho sức khỏe.
À, mấy cây mình cắt sát luôn, bây giờ nó đang mọc lên nè, nhỏ 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 nè. Còn cái chỗ hôm đó mình chừa lại nè, bây giờ nó thành một đám rau luôn, non chưa? Rau nó cũng còn để dành khi nào mà ăn hết mấy cái rau hôm trước mua trước khi cắt ly đó thì mình mới hái rau trong vườn. Giờ cứ để trên cây nó cũng còn non chưa già đâu bạn ơi. Mướp nè, hoa mướp, ong, côn trùng nó lại quá trời luôn. Nếu mà cắt ly thì trong tủ có thịt có cá, rồi ra ngoài vườn hái rau rừng này ăn chắc cũng được. Cái rau ngò gai hôm bữa nó sơ sát rồi, xong rồi mình cải tạo lại mình trồng thêm một ít mấy rau thơm nè. Rau thơm bây giờ cũng mắc rễ à, và ngò gai thì cũng non lên hơn nữa bạn ơi. Húng lủi bên kia thì mình trồng một mớ húng quế bạn, quế mình trồng trong đây nè. Để thì đằng nào cỏ không mọc cho nên là mình cắm rồi đó, để có nấu canh chua gì đó thì lấy vô. Mấy cây hồng hôm bữa bị cùi cùi cải tạo tuần trước các bạn, bữa nay thì nó ra đọt non quá trời nè, đọt non lá nó màu đỏ đẹp chưa. Một cây hồng khỏe là lá nó phải thẳng à, nó thẳng nụ nó nở hoa ra nó mới tròn. Còn nếu như nó bị thiếu nắng hoặc là nó bị thiếu nước hoặc dư nước thì lá nó đều vàng hoặc là nó xanh, và khi nó nở bông ra thì không có được, bông nó sùi ra một cục vậy đó, giống như cái nút gì đó, rồi mình phải ngắt bỏ, mình tỉa bỏ, mình xịt thuốc cho nó. Nói chung là chăm hồng rất là cực, hồng thì đẹp nhưng mà chăm rất là cực. Cây hồng này, cây tri này cũng đang ra ra lá non này nè, hoa này rất là thơm các bạn ơi. Nó nhỏ nhỏ thấy cưng giống như hoa 10 giờ vậy đó, thơm lắm. Và nó nở một lần thật là nhiều, này là nó chưa qua đợt mới đâu, sót lại đợt cũ còn ít ít. Hai trái chanh dây cũng to to bạn, trồng biết lâu mới được hai trái, chắc bà để bà ngửi chứ bà không ăn đâu. Ngắm cho đẹp vậy thôi. Rồi, mình đã khoe với các bạn cái thành quả của ngày lao động hôm qua của mình các bạn. Đấy, nhìn từ xa xa ba luống rau. Rồi sẵn này thì cho các bạn xem một vài góc trong cái khu vườn hôm bữa mình mới cải tạo ạ. Hy vọng là 2 tuần nữa các bạn sẽ thấy được một cái khu vườn mà có rau xanh thật là đẹp mắt. À, chim bồ câu này, chim bồ câu lại chơi này bạn. Ơi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Chúc các bạn một ngày mới thật là an lành và hạnh phúc.